Em Hải kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hải. Thì lời nói đầu tiên cho em Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và kính chúc toàn thể cô chú anh chị mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc nha. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại khu vực chỗ của chị Út, thiếu nữ xinh đẹp ở trong cái ngôi biệt thự hoang mà trong khoảng hơn một tháng nay là cô chú anh chị mình cũng đã quan tâm theo dõi câu chuyện của chị Út rất là nhiều luôn. Và nội dung chính của ngày hôm nay mà em Hải muốn chia sẻ và muốn truyền tải gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị mình đó chính là cái nội dung mà cuộc chia sẻ cũng như là cái cảm nhận của chị Út về cái vị đại gia, cái vị thiếu gia mà coi như là muốn ngỏ lời cưới chị Út cũng như là chịu chấp nhận lo cho cái bầu thai của chị đang hình thành trong người của chị là được hơn 5 tháng. Và cảm nhận của chị Út về cái vị đại thiếu gia này cũng như là về cái người bác sĩ thì như thế nào, về riêng cái khía cạnh mà của vị bác sĩ á, thì ông bà của chú mình cũng đã nghe được những cái lời chia sẻ của chị Út rất là nhiều rồi. Vị bác sĩ này thực sự ra mà nói thì nó quá là tàn nhẫn và nhẫn tâm. Một cái tên mà Sở Khanh và cái tên gọi là đào mỏ mà rất là trắng trợn luôn của chú anh chị à, lợi dụng vào cái lòng thương, cái lòng nhẹ dạ của chị Út mà cái vị bác sĩ này đã làm những việc mà tôi nói là không còn gọi là tính người nữa. Hiện tại thì chị Út đang ở phía đằng sau cái khu vực này của em Hải. Thì qua cái đoạn trao đổi trước với cô chú anh chị mình thì tí xíu nữa thì em Hải sẽ vào phía bên trong để ngồi nói chuyện cùng với chị Út để chia sẻ gửi đến cho ông bà của chú mình được biết về cái nội dung của ngày hôm nay, cũng như là bên phía gia đình của chị Út đã liên hệ cũng như là liên lạc đến, mà bây giờ chỉ đang chờ cái một cái ngày nhất định để thu xếp được cái thời gian thì bên phía gia đình sẽ đi qua và đưa chị Út về bển. Cũng đó là cùng cái điều cũng rất là chân quý, cũng rất là tốt luôn, chứ đừng để mà chị Út phải lang thang ở cái hết chỗ này đến chỗ kia, hết chỗ gầm cầu rồi nhà hoang rồi những cái bãi nghĩa địa, thực sự là rất là tội và rất là thương cho chị luôn. Một người phụ nữ bình thường thôi cũng đã rất là khó khăn rồi, mà đằng này chị lại mang trong mình một cái bầu thai mà đang tự hình được 5 tháng. Thực sự là tội cho chị lắm, ở ngoài ngoài trời như vậy, sương gió lạnh lẽo, gió mái đồ, thực sự là rất là đáng thương luôn. Đó, thì cũng mong rằng là sẽ có những cái hướng tích cực nhất để giúp cho chị Út sẽ thay đổi được cái cuộc sống của mình, và đặc biệt một điều nữa là sẽ có thể chăm sóc được cho đứa bé nhỏ đang trong bụng của chị. Thì trong thời điểm mà 5 tháng thì ông bà của chú mình cũng đã biết thì cần rất là nhiều những cái sự quan tâm cũng như là đùm bọc của bên phía gia đình, hỗ trợ rất là nhiều mặt luôn để mới có thể dinh dưỡng cho đứa nhỏ nó được tốt hơn nữa. Và bây giờ nội dung chính của ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình đồng hành cùng với Hải trong video ngày hôm nay để xem chị Út sẽ chia sẻ như thế nào. Và trước khi vào trong nội dung của video á, thì em Hải cũng mong rằng là quý ông bà, cô dì chú bác anh chị mình sẽ yêu quý và mến em Hải thì có thể cho em Hải xin một cái nút like, một lượt subscribe đăng ký kênh và có những ý kiến đóng góp nào về nội dung chính của video hoặc là những cái video trước đây hoặc là video này thì ông bà cô chú mình có thể comment ở phía dưới thì em Hải sẽ luôn luôn lắng nghe và sẽ tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của ông bà cô chú mình. Và bây giờ em Hải xin mời cả nhà đồng hành cùng với em Hải trong video hôm nay. Xin mời cả nhà. Cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lan Hải Kiên Giang. Thì vô tình là Nam đi theo, tại vì tới cái ca trực của Nam thì Nam đi theo chị Út để mà xem. Thì bây giờ lúc mà hồi nãy khi mà trực tiếp chị Út gặp được một cái anh doanh nhân á, thì chị Út lúc mà 12 giờ trưa, tại chị Út sẽ lên cơn xong rồi bỏ đi, thì Nam vừa gặp chị Út. Thì bây giờ là chị Út trong cái thời gian này rất là tỉnh táo, thì Nam lại để tiếp cận chị Út, Nam hỏi. Thì dạ em chào chị Út nha. Thì chị Út ơi, mà hồi nãy thì có cái giống như là một cái anh doanh nhân đó nó muốn hỗ trợ chị để mà đưa chị về gia đình á, tại sao chị không chịu chị Út? Tại vì bình thường á chị cũng nói với mấy anh em rồi, giờ hiện tại là chị chưa có muốn về. Chị cần thời gian để chị lựa lời chị nói với nhà đó. Dạ. Chứ giờ chị về rồi, nhà chị thấy chị có bầu rồi, biết nói làm sao. Nhưng mà theo em nghĩ là chị đi cùng với anh em tụi em với lại một anh đó hỗ trợ cho chị về thì thuyết phục người nhà dễ hơn một mình chị chứ. Nên thật ra là chị chưa có dám, chị chưa có dám đối mặt với người nhà. Rồi bữa giờ thì chị có liên lạc với người nhà không? Thì cũng lâu lâu chị cũng có gọi về, nhà chị cũng có gọi, nhưng mà chị đâu có kể là chị.
Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi, em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Đi ngoài đường hay là gì đâu, ý là chị nói là công việc của chị vẫn bình thường à. Chị vẫn nói chị đi làm bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tụi em thì đang quan tâm chị, tại vì những cái lúc mà em nói ở đây thì những cái lúc mà chị giống như bây giờ là chị thật sự chị biết tụi em là chị tỉnh táo, còn những lúc em gặp chị ở một cái tình trạng khác là chị không biết tụi em. Nói bây giờ em không biết là giải bài sao để cho chị hiểu. Tại vì bây giờ chị bình thường thì chị biết được tụi em đúng không? Bây giờ thì em đi theo chị rồi. Nhưng mà trong cái thời gian, có một cái thời gian chị không biết chị là ai. Nó nên là giống như những cái chuyện chị ở nhà hoang nghĩa địa đó, rồi chị sẽ lau mình xuống dòng sông rồi này kia, là rất nguy hiểm cho chị. Mà hiện tại là tụi em lo lắng nhất là chị đang, hiện tại là chị đang có bầu nữa, nên là sợ, tụi em sợ là ảnh hưởng đến em bé. Thật ra mấy lúc đó chị cũng không biết chị làm gì nữa. Là chị hoàn toàn không nhớ gì hết luôn hả chị? Chị không nhớ chị làm gì hết đó. Rồi xong mà lúc mà anh gì anh kéo chị lên á, mà đồ chị ướt rồi đó, lúc mà chị lên rồi chị mới biết thôi, chứ chị không nhớ gì hết. Lúc chị ở dưới nước thì chị không nhớ. Trời ơi, thật sự cái đó là những cái cảnh đó mà em gặp lúc mà chị không bình thường á, thì nói chung là rất là nguy hiểm đến chị luôn. Chị làm những cái hành động gì là chị không kiểm soát được, nên là rất nguy hiểm. Nên là tụi em muốn là nhờ anh doanh nhân đó cũng là hỗ trợ cùng với tụi em, đồng hành cùng tụi em là về thuyết phục gia đình chị để đưa chị về với gia đình sớm. Chứ trong cái tình trạng mà chị ban bầu bị gì thì rất là nguy hiểm cho chị. Thật ra anh đó tới hỗ trợ tụi em để gặp chị, đưa chị về, hỗ trợ đưa chị về, chị cũng cảm ơn. Nó thật ra chị cũng cảm ơn, tại vì người ta cũng thấy người ta cũng tốt á. Dạ. Nhưng mà tại vì chị chưa có muốn về. Chứ giờ chị định đi đăng ban gì tới khi nào? Chị, tại vì chị chưa có biết nói chuyện sao với nhà chị luôn á. Thì bây giờ mình cũng chấp nhận sự thật đi, rồi tụi em về thuyết phục thêm nữa. Tại vì tụi em bây giờ mà đi theo chị như vậy á thì thấy rất là nguy hiểm. Tại vì chị là khi lúc những lúc thì chị không kiểm soát được á, chị không biết chị làm cái gì hết, nên là nguy hiểm lắm. Còn bây giờ là chị mình hoàn toàn là tỉnh táo nè, thì chị biết kiểm soát được người của chị thì tụi em cũng đỡ lo phần nào. Nhưng mà trong cái thời gian mà chị không kiểm soát được á, chị làm những hành động gì không ai biết được. Chị không nhớ là chị làm gì nữa. Ủa mà sao giờ còn có mình em vậy? Dạ tại vì ngày hôm nay thì mấy anh em đang ra ngoài đi về nghỉ ngơi, còn em thì em theo cái trực của chị là giống như em đi để em coi chị như thế nào, mà em thấy chị đi lang bang vô trong đây nên là em muốn lại em hỏi chị. Tại chị thấy ở đây mát mà. Nhưng bây giờ chị muốn về nhà không? Tụi em sẽ hỗ trợ đưa cho chị về. Không, giờ chị chưa muốn về đâu. Chị đang suy nghĩ nói chuyện sao với mẹ chị. Rồi trong ngày hôm qua là chị mà đi lau mình xuống dòng sông là chị không có nhớ xuống đó làm gì luôn? Đâu nhớ đâu. Khi mà lên là ướt đồ hết rồi thì tụi em kể đó, chị mới nhớ thôi. À. Mà cũng hơi là sông đó nước cạn hả? Đúng rồi. Chị cũng đâu biết bơi đâu. Trời ơi, rất là nguy hiểm luôn. Mà hôm qua tụi em từ lại đó nghe người cái chú đó, người hàng xóm nó báo mà tụi em điếng hồn luôn á. Nhưng mà bây giờ em hỏi chị nè, chị quay lại cái câu chuyện mà bữa nay cái anh doanh nhân á lại gặp chị và thuyết phục chị á, thì giống như ngày hôm qua thì chị cũng đã chia sẻ với tụi em là chị cũng muốn tìm một cái người nào để mà bầu bạn với chị,
và cũng như chăm sóc cho chị cái phần còn lại không? Bù đắp là những gì mà chị tổn thương á. Không, nói tóm lại là hiện tại luôn á, là chị chỉ lo là sao mà nói chuyện với gia đình. Dạ. Rồi mình sanh em bé. Dạ. Nói chung là chị lo, hiện tại là chị không có nghĩ đến vấn đề chuyện tình cảm nữa. Dạ. Còn cái chuyện mà cần một người để quan tâm chăm sóc cho mình, để cho mình dựa dẫm á, cái chuyện đó là chuyện sau này đi. Còn hiện tại là chị không nghĩ tới chuyện đó nữa. Chưa nghĩ tới chuyện đó luôn á. Tại giờ chị cảm thấy nó nhiều chuyện rắc rối á, nên mình không có tâm trạng để mình nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Thì bữa giờ là khi mà anh em đăng cái video của chị đăng tải lên mạng thì cũng nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người. Nhưng mà trong đó thì cũng có rất là nhiều mà cái người mà gọi là muốn tiếp cận đến chị, thì tụi em cũng giấu, không có cho biết cái thông tin được từ chị. Tại vì á, là nhiều khi tụi em sợ á, giống như lúc chị bình thường nha thì kiểm soát được, còn mà lúc chị không có bình thường á thì lại ảnh hưởng đến chị, nên là tránh cái trường hợp mà những cái người xấu muốn tiếp cận chị. Nên là tụi em rất là mong muốn là chị lúc tỉnh táo này là chị suy nghĩ được để mà chị cố gắng để sắp xếp chị đi về với mẹ chị cùng với lại tụi em hỗ trợ cho chị về với gia đình. Ừ thì tụi em cho chị em thời gian nữa đi. Nhưng mà trong cái thời gian mà chị suy nghĩ mà một thời gian dài thì rất là, rồi nói chung là rất là khó. Để bây giờ chị đi lang bang ngoài đường ngoài xá gì thuê cho chị khách sạn chị ở mà chị cũng không chịu ở, rất là nguy hiểm. Tại chị thì tụi em thuê xong rồi chị vô đó chị ở xong rồi. Chị có ở đâu? Chị không biết sao á. Ý là vô đó chị tụi thuê, em thuê cho chị vô ở đó. Ừ. Mà vô đó không biết làm sao rồi bắt đầu hồi chị đi à. Chị cũng không biết sao nữa. Nhưng mà chị còn có nhớ cái gì trong lúc đó không? Lúc mà chị tỉnh, chị ngủ hay sao á, thì chị tỉnh lại là chị thấy chị ở ngoài rồi. Chị không thấy trong khách sạn nữa. Trời. Là chị, lúc mà chị đi là chị không biết gì hết luôn hả? Ừ. Mà khi mà chị mòn mỏi mà chị ngủ mà chị thức dậy là chị thấy chị ở ngoài vậy. Nói chung là cái câu chuyện mà của chị Út này mọi người, thì thật sự là nó có nhiều cái nó gọi là không biết là như thế nào, bí ẩn về cái chị Út này, có lúc này lúc kia. Nên là hiện tại là cái sự mà quan tâm của anh em rất là lo lắng về vấn đề chị Út. Thì chị Út trong cái thời gian mà tỉnh táo nè, chị có thể cho em biết là, với lại mọi người biết là tình trạng sức khỏe của chị hiện tại là nó như thế nào chị Út? Mấy bữa nay là chị thấy chị không có khỏe. À. Chị thấy là chị bị chóng mặt rồi. Dạ. Chóng mặt với lại cảm thấy khó thở. À. Ừ, chị cảm thấy là mấy bữa nay chị không có được khỏe. Tại vì á là chị em thấy là chị những cái giờ mà 12 giờ trưa là chị bắt đầu là chị không biết là bị cái gì, là chị bắt đầu là chị không kiểm soát được người của chị lên cơn rồi á. Sao em đi theo chị vậy hả? Thì tại vì anh em của tụi em là thay phiên nhau để mà ngó chừng chị, chứ bây giờ chị đi như vậy rồi biết đường đâu. Rồi giờ chị đi đâu em theo đó. Chứ giờ sao giờ? Em ăn cái gì chưa? Em ăn rồi. À. Còn chị ăn gì chưa? Sáng giờ chị ăn gì chưa? Chị chưa ăn. Vậy vậy rồi em dẫn chị đi ăn nha. Chị uống nước không à? Trời ơi. Chị uống nước cảm thấy nó ngon là ăn. Ừ. Mà không nghe đói nữa. Nhưng mà chị mà không ăn vậy thì chị ảnh hưởng đến em bé rồi sao? Chị biết mà, nhưng mà chút trưa chị cũng ăn, nhưng mà sáng thì chị chưa có ăn. Thế bây giờ em đưa chị đi lại chỗ nhà nghỉ cho chị nghỉ nha, chứ chị đi lộ bộ lang bang gì chị bệnh rồi sao? Nhà nghỉ ở gần ở đây không? Cũng xa. Bây giờ chị lộ tuốt dưới này là em cũng không biết cái khúc này khúc nào nữa. Chị cũng đây đâu biết đây là ở đâu đâu. Tại chị thấy nó mát nè. Mà hồi lúc hồi nãy đó, trong cái lúc mà anh đại gia đó là lại anh doanh nhân á lại để mà thuyết phục với chị ấy, thì trong cái lúc đó là chị còn nhớ gì không? Thì lúc gặp ảnh chị cũng biết mà. Ừ. Ảnh nói kêu chị về rồi này kia đó. Ừ. Rồi xong giờ ảnh đi hả?
mà chị lúc rồi từ đó tới sau chị không biết gì luôn. Thì là nãy chị có gặp ảnh. Đúng rồi. Thì ảnh nói chuyện kia chị về rồi này kia mà giờ mấy người vẫn đi hết rồi. Trời ơi, chị là chị không nhớ gì cái khúc sau hả? Ủa tụi em dẫn anh đi chị đâu biết gì đâu. Ờ chị xô xát người ta rồi xong rồi chị đẩy tụi em. Ủa, rồi có chị. Có đâu. Chị bỏ chạy chị. Ủa, chạy đi em ngược theo chị muốn chết luôn. Có xô ai đâu. Chị không nhớ gì hả? Ủa nãy chị cũng nói chuyện với ảnh mà. Đúng, đúng là chị có nói chuyện với ảnh nhưng mà trong cái thời gian đó chị tỉnh, tự nhiên chị lên chị xô xát người ta xong rồi chị bỏ chị chạy. Chị chạy hả? Dạ đúng rồi, rồi tụi em ngược theo chị ta xuống tới dưới này luôn. Sao ảnh có bị gì không? Cũng hên là không sao chân á. Không có chửi chị không vậy? Không. Nhưng mà mục đích của anh đó là ảnh muốn là thấy chị xem những cái video của chị á thì thấy tội nên là ảnh muốn là hỗ trợ giúp cho chị để mà thuyết phục chị để cho chị về với gia đình. Thôi chị không về đâu. Vậy giờ chị tỉnh táo là thì em hỏi chị theo chị thấy cái anh doanh nhân đó làm sao? Chị hả? Dạ. Thì ý là người ta muốn giúp cho mình về nhà thì chị cũng cảm ơn. Chứ chị không có nghĩ gì hết á. Không nghĩ gì anh đó đó. Nhưng mà chị thấy anh đó làm sao? Có phong độ đẹp trai không? Chị thấy bình thường. Bình thường hả? Ừ. Vậy là không, anh đó không bằng anh bác sĩ của chị hả? Thì đúng rồi, anh bác sĩ chị đẹp trai hơn chứ. Trời ơi. Vậy là chị Út chị có chung tình một anh bác sĩ à nên mới không ra nông nổi. Chung tình chia tay rồi mà chung tình cái gì? Thì nhưng mà không có người nào mà qua được với anh bác sĩ của chị á. Mà tại giờ không muốn quen ai nữa em hiểu không? Vậy giờ có người nào mà đẹp trai hơn anh bác sĩ là chị chịu không? Sao chịu được, em không thương sao chịu, tự nhiên chịu. Bây giờ chị Út bây giờ chỉ có một trong đầu chỉ nhớ anh bác sĩ thôi. Vì một cái người mà bác sĩ đó, nhưng mà thật sự ra cái ông bác sĩ này là gọi là một cái người một cái kẻ đào mỏ. Ở nói tầm mậy. Chứ nữa. Tầm mậy. Chứ nữa nhưng mà thủ tình chị. Đào hoa nữa. Tại vì không hợp thì chia tay. Đó. Chứ anh nó lo cho chị không mà đào mỏ gì? Có không? Có lo không? Có. Có lo không? Lo xong lo cho chị ha, cái gì cũng lo cho chị luôn á. Thiệt không? Không thiệt trời. Vậy giờ cái anh mấy anh đại anh doanh nhân đại gia rồi người ta cũng muốn lo cho chị vậy. Nhưng mà tại không thương. Lão quắc rồi sao mà thương? Thì từ từ mình thương. Nhưng giờ chị nói chị không nghĩ tới chuyện mấy chuyện tình cảm. Đúng như bây giờ nè, cái điều quan trọng nhất là đứa con của chị. Đó. Người ta muốn là chăm sóc cho chị để mà chị về nhà nghỉ ngơi đều để mà có sức khỏe sau này còn sanh em bé nữa. Thì mấy mốt chị về. Chị đi lang bang gì biết khi nào chị về mà mấy mốt. Thì mấy mốt chị muốn về, chị đang suy nghĩ coi sao về thôi. Giờ hay là giờ tụi em chị cho tụi em địa chỉ thì tụi em hỗ trợ cho chị về tới nhà. Rồi về nhà. Rồi thuyết phục cùng tụi em cùng thuyết phục với mẹ chị. Thế được không? Nhưng mà giờ hiện tại mẹ chị đâu có ở nhà đâu. Ở nhà chỉ có dì chị rồi này kia thôi à. À vậy là cái thông tin mà mẹ chị ở bên nước ngoài là có sự thật đúng không? Tụi em đừng hỏi mấy cái đó nữa được không? Thì vậy thì tụi em muốn biết để mà tụi em tìm cách đưa chị về chứ. Bây giờ tụi em muốn biết cái thông tin của chị như thế nào rồi mà em đưa chị về. Ý là bây giờ quan trọng là chị về mà mọi người biết chị có bầu đây nè. Chị không biết làm sao luôn á. Chứ giờ không lẽ chị để chị giấu hoài sao? Nhưng được mà chị không có bầu á là chị về rồi. Nó đơn giản rồi, mình đi về thôi có gì đâu. Nhưng mà giờ về nè là bụng chị bự lên nè, chị không biết nói sao với mọi người. À con dòng họ nữa. Người ta nhìn chị làm sao? Chứ phải là không muốn về. Đó nên là bây giờ cái hoàn cảnh của chị Út thiệt sự là mấy anh em cũng không biết nghĩ như thế nào luôn mọi người. Nên là một kẻ bác sĩ mà bây giờ là nó theo nhắc tới bác sĩ là chị có thái độ liền. Đã chị nói thương nhau mà không hợp nhau thì chia tay. Nên thôi. Là bây giờ là thành điên điên dại dại vậy. Ai phụ tình gì đâu. Điên điên dại dại vậy đó mọi người.
lúc thì tỉnh, lúc thì... Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mực ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy, xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mực ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Mê không kiểm soát được người, tại chị nói là không ai phụ chị hết, mà chị bỏ ta, mà chị tại vì thương nhau không hợp thì chia tay, người ta có người khác, tại vì không hợp thì có người khác. Mà em cứ nói người ta phụ tình này kia, thế em thấy gì đó. Còn nói người ta đào mỏ nữa, người ta lo cho chị mà đào mỏ gì. Thiệt không, có lo không? Rồi người ta giàu sao mà lúc chị không tỉnh chị nói. Chị nói chị hận ông bác sĩ. Hận cái gì, hận đâu? Có nói hận đâu? Có. Ý là chị nói là không hợp nữa thì chia tay. Nhưng mà lúc chị người chị ta không giàu mà đào mỏ cái gì? Lúc mà chị không tỉnh kìa, còn bây giờ chị tỉnh chị nói khác. Tỉnh không gì? Tỉnh gì, chị đang tỉnh. Thì bây giờ em đó tỉnh. Đó mọi người, chị lúc nào không tỉnh nữa. Sao mà tụi em cứ nghĩ trong đầu là chị khùng khùng điên điên hay sao vậy? Chị đâu có bị gì đâu. Thì chị cho rằng là chị không bị mà. Nhưng mà người khác người ta thấy chị bị. Người khác là người nào? Khán giả người ta thấy chị bị. Chị thấy chị có gì đâu. Vậy chứ cho em hỏi chị hôm qua tại sao mà chị bị ướt mình mà chị không biết gì? Thì có lúc đó chắc là mình ngủ xong rồi mình mộng du cái gì ai biết. Trời, mộng sao du gì được? Rồi xong rồi chị ở nghĩa địa, chị nhớ không? Chị có nhớ chị ở nghĩa địa không? Làm gì có. Bữa đó tụi em thuê cho chị khách sạn là cho chị không ở, chị ra nghĩa địa đó mà không có. Rồi chị ở nhà quen nữa. Rồi chị đốt đèn cày rồi. Chị thức dậy thì chị thấy chị trong nghĩa địa đó. Rồi chị mới đi ra. Nhưng mà cho em hỏi thiệt chị nha, thì trong cái lúc mà thì bây giờ là những cái thời gian mà chị tỉnh nè, thì chị có nhớ là ở trong nghĩa địa đó chị biết được cái gì không, hay là chị có cái linh cảm gì không trong nghĩa địa đó? Chị không có linh cảm gì đó, nhưng mà chị nhớ là bữa đó chị đói bụng quá. Có cái cô kia cho chị bánh. Rồi cho chị bánh ăn thôi. Rồi để bánh ở đó nhiều lắm. Thấy quê quá. Mà giờ chị tỉnh là chị có sợ không? Chị đâu có nhớ cái gì nữa đâu. Mà chị cũng không biết chỗ đó là chỗ nào nữa. Giờ kêu chị đi là đó, chị cũng không biết đường đi đâu. Gần đây không? Cũng xa. Xa hả? Tại nãy chị bỏ chị chạy đi, em được theo chị muốn chết luôn. Ý là nhà mấy cái chỗ đó giờ chị không có biết đường đi. Không biết chỗ nào hết. Rồi không nhớ gì hết. Không có nhớ đường. Tại vì chị Út đó quý vị, thì giống như là lúc mà khi mà chị Út đã không còn kiểm soát được đó, thì chị đi giống như là người vô thức vậy đó. Muốn đi đâu đi, muốn làm rồi muốn la làng la sớm vậy. Lúc cười lúc khóc là hôm qua cái chú hàng xóm mà báo tin cho tụi em á, là nói chị ở trên cây cầu đó, chị khóc chị la luôn. Bữa đi mượn hôm chị la ghê lắm. Rồi sao tụi em lại là chị nhảy xong luôn. Chị đâu có la gì đâu trời. Mà tụi em thuê cho chị nhà nghỉ thì chị nghỉ mà chị không chịu ở. Giờ chị đây à. Hả? Giờ chị đây á. Sao chị đi đâu? Thì chị đi kiếm chỗ. Kiếm chỗ chị nghỉ. Giờ em đi, giờ em chở chị đi lên chỗ nghỉ nha. Chị tự đi được mà. Chị đi mất tiêu luôn á. Đây à, chị đây á.
chị đi đâu, bây giờ chị đi đâu? Chị đi đâu kệ giờ chứ đến em điện mấy anh em lại đưa chị đi kiếm chỗ chị nghỉ chứ. Thôi điện nhưng mà điện. Tụi em cúp liền chị không à, chị đây á. Chị đi đâu, bây giờ chị đi đâu? Thôi chị đi đâu kệ chị đi. Hả? Điện kêu anh em chi nữa. Giờ em điện cho mấy anh lại chứ một mình em chị đi biết đâu đâu kiếm. Giờ chị, em đưa cho chị đi chỗ nào chị nghỉ. Được không? Chị muốn đi mình chị à, muốn điện ai hết. Sao vậy? Vậy em phiền quá à. Bây giờ chị biết nè, trong cái thời gian này chị tỉnh nè, chị nên nhớ là chị phải chăm sóc cái bản thân chị là để cho con của chị nữa. Chị đang mang bầu mà nguy hiểm lắm. Giờ làm gì đâu? Giờ hồi nãy là chị không gặp người ta xong chị xô ra người ta xong bây giờ chị chạy tuốt dưới này. Em thấy chạy theo chị muốn chết luôn. Kêu chị không nghe gì hết trơn á. Giờ em đi về đi. Sao em đi về em bỏ chị rồi, chị đi đâu ai biết đường đâu kiếm. Chị có đi đâu đâu, chị đi kiếm chỗ chị ngủ thôi. Bây giờ để em điện cho mấy anh em xuống hỗ trợ cho chị đi kiếm cho chị nghỉ chứ bây giờ chị đi nè lang bang vậy biết đường đâu. Thôi bây giờ này Nam cũng chia sẻ với quý vị khán giả nãy giờ lúc mà chị Út tỉnh táo bây giờ chị Út rồi đi nữa đó mọi người. Nên bây giờ Nam kết thúc video tại đây để mà Nam điện cho mấy anh em xuống để mà hỗ trợ với Nam đó. Bắt đầu chị bây giờ nhìn lên cơn nữa là trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi là chị lên đó. Em đâu có quay đâu. Thôi bây giờ Nam tắt điện thoại để mà Nam điện cho mấy anh em lên đi quý vị ơi. Mấy anh đừng quan tâm em nữa, đi hết đi. Sao vậy? Em khổ lắm mà, em đủ khổ rồi, đừng quan tâm em nữa. Sao vậy chị? Giờ em cứ bình tĩnh lại đi. Em khổ lắm rồi, đừng ai quan tâm em nữa hết đi. Em bình tĩnh lại thì bọn anh sẽ tìm cách đưa em về nhà. Nghe chưa? Còn giờ á, nhiều khi coi như em thấy mấy hôm nay không? Mấy hôm nay là coi như em ở những cái chỗ nào, biết không? Giờ á là coi như lại muốn giờ lại muốn coi như là xuống sông xuống đồ nữa. Lỡ không may mà nước nó cuốn đi thì sao? Hả? Đi hết giùm em đi. Em có biết không? Công của cha mẹ không? Em không biết gì hết á, em không biết gì hết á. À, vì một thằng đàn ông mà như vậy hả? Có một thằng bác sĩ rõ ràng như vậy mà. Đi hết giùm tôi đi. Chứ trên đời này biết bao nhiêu thằng đàn ông mà vì một thằng đàn ông mà phải khổ sở như vậy, phải hành hạ cái bản thân như vậy hả? Không có gì đàn ông nào hết á, đi giùm em đi. Chị coi như vậy có xứng đáng với cha mẹ mình hay không? Đừng có quay nữa. Chị biết là thân xác này là của cha mẹ tạo ra chị không? Tôi khổ lắm mà, mấy người làm ơn tha cho tôi đi, đừng có theo tôi nữa. Biết là bọn anh quay em á là biết bao nhiêu lời chỉ trích của bà con cô bác không hả? Em có hiểu về cái vấn đề đó không? Vì lo cho cái an toàn. Em không hiểu gì hết, em không hiểu gì hết á. Có như vậy mà cũng không hiểu. Đi hết đi, đừng có quay tôi nữa đây. Đi đi. Để cho tôi yên. Chị Út. Đâu vậy chị? Rồi, đi luôn rồi. Rồi. Đó, lên cơn nữa rồi. Thì bỏ đi nữa rồi, te te rồi. Thôi bây giờ như vậy nè. Bây giờ như vậy anh em ơi, mình tập trung lại. Bây giờ như vậy nè. Nói chung là cái tình huống như thế này là anh em có cảm thấy là chị Út ngày càng nặng không? Dạ, giờ thấy. Giờ anh cũng không biết là có như xử lý làm sao nữa đó. Từ bữa đến giờ có một ngày thôi, một ngày không gặp thôi là thấy là coi như nó kiểu là trở nên nó nặng hơn. Cái này là cần phải là tiếp xúc liên tục. Mà như thế này nè, anh Trung cũng với anh em á, mặc dù là biết mình lo lắng cho chị ấy nhưng mà phải biết vậy nè, mình cũng là bớt bình tĩnh, bớt nóng giận. Dù gì á, cái nhất chị ấy cũng là con gái. Cái vấn đề thứ hai á là hiện tại lúc này bả cũng kìa, bả quay lại kìa. Đi quay lại không biết làm gì kìa. Tự nhiên giờ đi hồi bây giờ bả quay lại. Đi giả lên kia giờ quay lại kìa. Mà dù gì bả cũng là con gái mà trong cái lúc này á cũng buồn đủ thứ chuyện hết anh Trung à. Nói chung là như thế này nè, từ bữa đến giờ á thì mình cũng tiếp xúc, mình cũng quay video đó. Nhưng mà có nhiều lúc á thì cái tâm trạng của Út á thì mình thấy là nó cũng kiểu là rất khó tiếp xúc. Nhưng mà đôi khi á
thì lại rất cởi mở. Nên là coi như mình không biết như thế nào. Còn ví dụ như nhiều khi mình người nhà liên hệ bảo là lên đón, nhưng mà đến bây giờ thì cũng chưa thấy mặt người nhà ở đâu cả, mà chỉ có qua điện thoại không, thì mình đâu có tin tưởng được đâu là người nhà, đâu là coi như người gian, đúng không? Đấy, một người thì ở bên Úc gọi về là bảo coi như con gái bà. Đây, hai ba người bảo là coi như chú rồi bác, rồi có người là coi như kêu coi như bằng anh trai nữa. Thì coi như các em nghĩ như thế nào? Đâu có tin tưởng được. Còn trừ khi nào mà có người thân đến thực sự mà cầm ví dụ như là giấy tờ, ví dụ như là tùy thân hoặc là chứng minh ở đây là người thân của Úc á, thì cái lúc đó mình mới yên tâm được chứ. Mà bây giờ như thế này nè, cái thân của chị ấy á, là chúng ta biết là trong nghịch cảnh, tại vì chị ấy cũng chia sẻ thật lòng và chị ấy cũng không phải là bị tâm thần. Đó là rõ ràng chúng ta biết cái câu chuyện của chị là trong nghịch cảnh bị phù tinh. Cái này á, nói chung là mình không thể kết luận được là bị tâm thần. Mà cái này á, mình kêu bằng là stress nặng. Stress ha. Bị stress nặng chứ không phải bị tâm thần. Trầm cảm trước khi sinh. Đúng rồi. Nếu như mà một người mà bị tâm thần á, là không bao giờ mà lúc tỉnh lúc mê. Ấy, anh mới vừa nói có một cái thông tin mới á, là trầm cảm sau khi sinh. Trước khi sinh. Trước khi sinh. Trước khi sinh. Cái này á, là bị tâm lý không? Chấn động tâm lý, đâm ra stress nặng. Nhưng mà bây giờ bà đang mang bầu nó, mình cũng lo lắng thôi. Bây giờ với lại cái như vậy nè, bây giờ á, chị Út này nè, lúc này cũng không biết thân nhân là ai, như thế nào đó. Chỉ có là anh em mình là như người thân của bà, tại thường xuyên là chị tới chị lui coi ngó. Đúng rồi. Cái thứ hai á, là cộng đồng mạng cũng là coi như là một cái phần người thân của chị Út. Tại vì trong thời gian vừa qua thì quý cộng đồng mạng cũng rất là quan tâm tới cái hình ảnh và câu chuyện của chị Út. Đó, rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ á, bố đời mấy ông ở đâu không biết, nhưng mà mấy ông cứ liên hệ toàn là người thân, toàn nhận người thân. Mà hô địa chỉ ở đâu, nhà cửa ở đâu thì mấy ông là không nói. Là cứ bảo là coi như chờ để cho tôi đến đón Út không. Rồi mấy ông đón, mấy ông đem lợi dụng sao, đúng không? Lợi dụng á. Đúng rồi, rõ ràng là như vậy. Nên là bây giờ á, nói đúng, nhất trí một vấn đề là anh em á phải cố gắng là hết sức đồng lòng trong cái sự việc này. Cái này nè, mình cũng cảnh báo luôn, nếu như mà ai đúng thực sự là người thân thì hãy coi như lên tiếng, hoặc là coi như tới gặp trực tiếp, anh em sẽ chỉ chỗ mà của Úc. Còn nếu như mà qua số điện thoại thì nói chung anh em ở đây cũng không tin tưởng được là ai là người thân, vì là hiện tại bây giờ Úc rất dễ bị lợi dụng. Nếu như mà anh em không cận kề, không coi như bám sát là dễ bị lợi dụng lắm. Tại vì sợ nhất là lúc chị Úc mà lên cơn á là sẽ không biết gì hết luôn. Như lúc này đang lên cơn nè. Dạ. Kìa kìa. Bây giờ ngồi thẳng thờ kìa. Ngồi thẳng thờ một mình trong góc tối kìa. Thấy không cả nhà? Ok vậy theo giờ đang hát rồi đó ạ. Có thể là giờ đang hát, đang hò đó. Đó nhìn thấy không? Nhìn thấy đang vỗ tay như đang hát thấy không? Thôi như thế này này. Thì anh em cũng hết sức là bình tĩnh, tỉnh táo trong cái giai đoạn này. Chúng ta cũng không nên là vội vã, vì hiện tại bây giờ ở đây là một cái con kênh. Đứng vậy nữa. Mà dưới kia là có một cái dòng xoáy rất xoáy. Thôi như thế này đi ha. Bây giờ anh em mình theo sát chị Út đi. Và kết thúc cái đoạn video ở đây. Coi như là ngày hôm nay mình chỉ cập nhật cho bà con cô bác tới đây thôi. Đúng rồi, có gì rồi coi như sẽ cập nhật cho bà con cô bác theo dõi tiếp ở những video tiếp theo. Một lần nữa cho phép nhóm anh em tụi em gửi lời chào trân trọng và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả thân mến. Hẹn gặp lại quý vị khán giả tiếp tục trong câu chuyện của chị Út. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình.
và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi, em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.